Thuận An Kyoto được thành lập vào tháng 10 năm 2017. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 1 năm 2019 chính thức được đưa vào hoạt động. Với trụ sở chính tọa lạc tại tầng 3, nhà C, Trường Đại học Thành Đô, Kim Trung, Hoài Đức, Hà Nội và chi nhánh đặt tại tầng 7, nhà 10 tầng, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2, số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Với ưu thế nằm trong khuôn viên hai trường đại học và cao đẳng nổi tiếng, vị trí thuận lợi cho việc đi lại, làm việc, học tập sinh hoạt của khách hàng và thực tập sinh khi đến với công ty. Trung tâm đào tạo của Thuận An Kyoto đáp ứng đào tạo tối đa cho 1.000 thực tập sinh khi đến học tập và làm việc tại công ty. Với thiết kế song song các khối văn phòng nên giảm thiểu được rất nhiều chi phí đi lại cho thực tập sinh và gia đình. Đồng thời, việc quản lý và tương tác trong công việc giữa các khối với nhau rất kịp thời và hiệu quả. Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt huyết, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ và nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo cũng như hiểu biết về đất nước, con người Nhật Bản nên dễ dàng chia sẻ, hướng dẫn thực tập sinh có những định hướng đúng đắn trong quá trình học tập. Ngoài giáo trình đào tạo cơ bản, giáo viên tại Thuận An Kyoto luôn cập nhật và đổi mới để phù hợp với từng giai đoạn và tạo hứng thú cho học viên. Bên cạnh những tiết học trong phòng học, học viên còn được tham gia những tiết học ngoài trời, giao lưu thể thao giữa các lớp, tạo tinh thần đoàn kết giữa các học viên với nhau. Chất lượng giáo viên và thực tập sinh thường xuyên được đánh giá và cải thiện để phù hợp với thị trường xuất khẩu lao động trên thế giới. Tại Thuận An Kyoto, hệ thống ký túc xá nam và nữ được tách ra thành hai khu vực riêng biệt, với tổng cộng 30 phòng, được trang bị đầy đủ những thiết bị tốt nhất cho cuộc sống sinh hoạt cũng như học tập của học viên như điều hòa, bình nóng lạnh, tủ đồ cá nhân, chăn đệm, quạt. Căng tin được bố trí nằm ngay dưới tầng 1 của tòa nhà, với thiết kế rộng rãi, sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại để có thể phục vụ tối đa những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống và học tập của học viên. Xác định được tầm quan trọng của tiếng Nhật trước khi đến Nhật học tập và làm việc, Thuận An Kyoto luôn tập trung rèn luyện, đào tạo thành thạo cho học viên các kỹ năng. Cũng chính bởi vậy, yêu cầu đầu vào tại Thuận An Kyoto cũng khắt khe hơn so với một số trung tâm xuất khẩu lao động khác. Đối với học viên trước khi trúng tuyển, đều phải trải qua những kỳ kiểm tra khắt khe về sức khỏe, tính cách, chỉ số IQ, khả năng học tiếng Nhật, tác phong công nghiệp để đánh giá khả năng phù hợp với các đơn hàng. Đối với học viên trúng tuyển, yêu cầu đào tạo khắt khe hơn. Ngoài đào tạo về kiến thức tiếng Nhật như nghe, nói, đọc, viết, thì học viên còn phải học và hiểu rõ về quy định luật pháp của Nhật Bản. Với những đơn hàng đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ năng ngành nghề như dập kim loại, sơn, hàn, sửa chữa ô tô, điện tử, công ty cũng kết hợp với các trường trung cấp, cao đẳng, đại học để đào tạo và nâng cao tay nghề cho thực tập sinh. Đối với thực tập sinh trước khi xuất cảnh, ngoài việc đã học và nắm rõ các quy định cũng như tiếng Nhật cơ bản, công ty còn tổ chức đào tạo định hướng nghề nghiệp sau khi đã kết thúc hợp đồng về nước. Tại công ty có đội ngũ chăm sóc, tư vấn cho gia đình và các em thực tập sinh đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản để có thể tương tác tốt hơn trong việc quản lý, trao đổi thông tin cũng như việc triển khai giải quyết nhanh chóng, kịp thời khi có bất kỳ vấn đề phát sinh. Tại các tỉnh Tokyo, Aichi, Hiroshima, Nhật Bản, công ty mở văn phòng đại diện để đáp ứng tối đa nhu cầu cần thiết trong việc quản lý, hỗ trợ giải quyết phát sinh cho khách hàng và thực tập sinh. Kết thúc thời gian làm việc trở về nước, học viên được hỗ trợ làm thủ tục để nhận lại tiền lương hưu, tiền thuế đã đóng tại Nhật Bản. Sự hài lòng của khách hàng và sự thành công của từng học viên chính là thước đo chuẩn mực nhất cho sự thành công của Thuận An Kyoto. Trên hành trình xây dựng sự nghiệp, chúng tôi hạnh phúc vì được đồng hành cùng bạn.